trong ngày 15, 16 thì đây là nhờ tất cả là Lâm này, Vũ này, Mạnh này, Linh. Đấy là bộ phận để rót rượu, để kết hợp với cả là vợ của nhà Tô Việt. Cả gia tộc mở cuộc họp hội đồng quản trị gần 100 người chỉ vì cháu trai sắp cưới. Kết hôn là sự kiện trọng đại trong cuộc đời của mỗi người và tổ chức một đám cưới không phải là điều đơn giản. Để có một hôn lễ long trọng, chỉnh chu, đòi hỏi gia đình cần có sự hợp bàn, phân chia công việc cụ thể, rõ ràng. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc một gia đình đã sum họp nhân dịp chuẩn bị đám cưới cháu trai. Đang nói rất nhiều người tập trung tại một ngôi nhà, có vẻ như cả dòng họ đã tụ tập về đây để lên kế hoạch cho hôn lễ sắp tới. Một tài khoản xã hội tên TC đã đăng tải khoảnh khắc hình ảnh đại gia đình quay quần bên nhau kèm chú thích: một buổi tối của gia đình em, công tác chuẩn bị cho ngày cưới cháu trai. Từ người già tới đàn ông, phụ nữ trung niên, có cả thanh niên và trẻ nhỏ, tất cả đều đang ngồi họp bàn, chăm chú lắng nghe các vị trưởng bối trong gia đình phân chia công việc cho hôn lễ. Mỗi người lại đưa ra ý kiến đóng góp của bản thân mình cho đám cưới sắp tới. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh, trên tay cầm một cuốn sổ, cẩn thận phân chia công việc cho từng thành viên trong gia đình. Nào là ban đón khách, ban hậu cần, tất cả đều rất cụ thể, rõ ràng. Có thể thấy đám cưới sắp tới đã được lên kế hoạch rất bài bản và chỉnh chu. Điều khiến người xem ấn tượng đó là không khí đầm ấm của ngôi nhà. Xã hội ngày càng phát triển, ai cũng bận rộn với công việc, những lo toan, gánh nặng của riêng mình mà nhiều khi không có thời gian dành cho gia đình. Chính vì thế khi cả dòng họ có dịp hội ngộ đông đủ chính là khoảng thời gian quý giá, không có gì đánh đổi được. Bên dưới bài đăng, rất nhiều độc giả đã để lại bình luận ngưỡng mộ sự đoàn kết của gia đình này. Nhiều người cho rằng đây chính là những khoảnh khắc hiếm có, cần được trân trọng. Không phải gia đình nào cũng có thể tụ họp đông đủ cùng ngồi xuống lắng nghe ý kiến của nhau như vậy. Bạn thấy sao về pha hợp hội đồng quản trị cả gia tộc phân công cho đám cưới sắp tới này? Bình luận cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức thú vị trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.